Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh đã tổ chức họp báo thông tin sơ bộ về vụ nổ nghiêm trọng xảy ra trong trụ sở công an tỉnh này vào tối qua, khiến 3 người tử vong. Cơ quan chức năng khẳng định đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn, không phải khủng bố hay phá hoại. Tuy nhiên, nguyên nhân còn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Trao đổi với Chào buổi tối, một chuyên gia về vật liệu nổ cũng đã đưa ra một số giả thiết dẫn tới sự cố đáng tiếc này. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ nổ xảy ra tại nơi lưu giữ vật chứng, vật liệu nổ của Phòng An ninh điều tra tại số 58 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Những người dân sinh sống quanh khu vực này cho biết, vụ nổ chỉ xảy ra trong khoảng 10 giây, nhưng khiến ít nhất 2 ngôi nhà bị sập tường, nhiều ngôi nhà khác bị nứt tường hoặc hư hại. Trao đổi với chương trình Chào buổi tối, tiến sĩ Nguyễn Tiến Nghi, giảng viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, không có nhiều thông tin liên quan đến vụ nổ để có thể xác định chính xác nguyên nhân. Tuy nhiên, để có thể tạo ra vụ nổ thì hầu hết vật liệu nổ hay thuốc nổ cần có sự tác động của con người, ví dụ như sử dụng nguồn lửa hay nguồn điện. Nếu như loại trừ sự tác động này, thì có một số loại hợp chất khi gặp ẩm hoặc nóng lên và tự phân hủy dần dần, đến điều kiện nhất định sẽ tự phát nổ. Chuyên gia về vật liệu nổ Nguyễn Tiến Nghi cũng cho biết, thuốc nổ sử dụng trong quân sự hay công nghiệp đều có thể gây ra hậu quả như vậy. Nhưng trong trường hợp này, vật liệu nổ quân sự sẽ ít có khả năng xảy ra vì thường có chốt bảo vệ an toàn. Theo tiến sĩ Nghi, thì vì đây là phòng vật chứng nên nhiều khả năng là do thuốc nổ sử dụng trong công nghiệp hoặc tự chế. Nếu không được bảo quản đúng cách thì có thể xảy ra sự cố. Cũng thông tin từ cuộc họp báo cho biết là vụ nổ đã khiến cho 6 cán bộ chiến sĩ công an của tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị buổi tối ngày hôm qua thương vong. Và trong đó thì có 3 đồng chí được đưa đi cấp cứu nhưng mà đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. 3 đồng chí bị thương thì vẫn đang được cấp cứu tại đây. Và Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk là ông Bùi Hồng Quý thì thông tin là trong số cán bộ hy sinh trong vụ nổ thì có anh Y Quyết Krong, 29 tuổi, là con trai của ông Nia Thuật, nguyên bí thư của tỉnh này. Dạ vâng, đây là một sự cố hoàn toàn không ai mong muốn. Về việc những cán bộ chiến sĩ tử vong có được hưởng chế độ liệt sĩ hay không, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết việc này sẽ xem xét và giải quyết theo trình tự thủ tục của các quy định của nhà nước. Ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Công an cũng đã vào Đắk Lắk để điều tra vụ nổ nghiêm trọng này.